em 26 tuổi và em đến từ Quảng Ninh. Ra thì em chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, không chẳng cảm giác gì. Thế là đúng là tròn 10 ngày từ ngày em nộp hồ sơ thì là có kết quả. Chương trình của em thì được miễn chứng minh tài chính, tức là bọn em được miễn phí hoàn toàn học phí B2, học miễn phí tiền học nghề. Trước khi học tiếng Đức, đi Đức thì em đã tốt nghiệp đại học và có đi làm công việc đúng chuyên môn của mình hơn 1 năm rồi. Sau đó thì là một vài biến cố nên là em mới quyết định đi Đức. Thực ra thì công việc của em thì là có cái công việc mà cũng gọi là từng là nghề hot, thì là kế toán ấy, nhưng mà thu nhập thì không ổn định, với lại thực ra là rất là nhàm chán nữa. Hồ sơ của em lên, khi nào lên đại sứ quán phỏng vấn thì cái nhân viên đại sứ quán người ta rất là hài lòng. Oh my god, wow. Thì đầu tiên là các bạn hãy tập trung hoàn thành cái mê mục tiếng Đức đầu tiên đã, tại vì đấy là cái khó khăn em nghĩ là lớn nhất với các bạn hiện tại đi du học tiếng Đức. Nói chung nói riêng như là du học nghề điều dưỡng như em thì cũng là lựa chọn khá là tốt và cũng khá là tin tưởng, bởi vì đây là con đường rất là hợp pháp và mình đi mình có định hướng và có nghề nghiệp tương lai và có thể tự mình đứng vững được, thì không cần phải phụ thuộc vào gia đình. Ví dụ như những bạn mà không có người thân ở bên Đức thì cũng không phải lo lắng, bởi vì các bạn sẽ có chỗ ăn chỗ ở, chỗ học hành tử tế và không cần phải dựa vào ai cả. Kể cả không có người thân thì các bạn chỉ cần có thể giao tiếp tốt thì hoàn toàn có thể giải quyết được mọi vấn đề khó khăn.